cá sa mần sốt tỏi bơ, bao sướng bao ngon quý vị. Các bạn mà muốn mà cá sa mần nó không tan á, ngâm nước muối trước khi làm cá, rồi xong rồi cho thật là nhiều phu tiêu với lại bột tỏi, bột nêm vô. Đó. Đó, bơ nè. Đó. Bao thơm bao ngon luôn nha. Đó là món mình thích nhất. Mình dùng sweet chili sauce. Đó. Cho vô một chút. Cho cá vô. Ai nói đàn ông không biết nấu đồ ăn. Giờ cá lên. Thôi thì ngon ha. Thơm béo, chua ngọt đều có hết. Em làm món này là chắc không bao giờ sợ nó hôi tanh. Bắt đầu lắc nào, cho nó lớn lớn lên, lắc cho nó. Đó. Đó. Đó, đẹp chưa? Cần chính là mấy cái này nhìn cá hấp cá không quá đẹp luôn.